Đây là vườn của anh Trổ nè, cào K13, huyện Dương Minh Châu hả Dương Minh Châu tên nè. Đây là cái vườn diện tích 1,2 ha và công ty TTB Thông Thành Phát đã làm demo thử nghiệm từ lúc mà tạo mầm hoa cho đến khi mà lớn trái nè. Đây là một quay một cái tổng quan một cái vườn. Vườn của anh Trổ ha. Anh kia là anh Trổ Vinh Hải, anh Trổ áo vàng, anh Hải áo trắng. Hai anh Trổ là chủ vườn, anh Hải là chuyên gia về cây mãng cầu nha anh em. Đây các bạn xem cái trái nha. Đây, sau khi một quá trình dùng cái nemet, cái trái nó rất là đẹp. Dùng cái nemet, cái trái nó rất là đẹp, rất là đều. Đây một trái nữa, một trái khác nữa. Đây. Đây trái nấp trong lá đây. Đây trái nấp trong lá đây. Đây là các cái trái. Cây này hơn 40 trái nha các bạn. Cây này nó hơn 40 trái. Các bạn nhìn thấy nó trái rất nhiều. Đây, mình qua quay coi thêm một cây khác này sát bên nha. Đây, các xem. Cây sát bên. Trái của nó này rất là đẹp. Trái này khoảng hơn một tháng nữa là bắt đầu thu nha các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Trái này. Dàn lá các bạn xem cái dàn lá. Đó rất là đẹp. Rất là sung. Trái rất là đẹp các bạn. Thêm các bạn cho một cái cây bình clip khác. Đây. Bạn nhìn cái trái đi. Rất là đẹp. Đây các bạn nhìn dàn lá này. Sau khi thu hoạch cái này mình sẽ làm tiếp một đợt nữa cho cái vụ Tết. Đây. Nhìn dàn trái này. Rất là đẹp không? Rất là đều. Chùm trái luôn các bạn. Rồi, các bạn đó. Cảm ơn các bạn đã xem phim.